Cô chào các con, cô mời các con ngồi xuống. Để tinh thần của lớp vui vẻ, bây giờ cô mời bạn chủ tịch lên sẽ tổ chức cho lớp mình chơi một trò chơi. Chỉ vào bàn tay trái của bạn ở bên cạnh. Nếu tôi nói là chanh, bạn nói là chua, mía, ngọt, cua thì các bạn cặp. Nếu bạn nào bị cặp, tức là bạn ấy sẽ bị phạt. Mời các bạn bị phạt đứng lên trên này. Các bạn đã sẵn sàng để chơi chưa? Rồi. Trò chơi của chúng ta bắt đầu. Chanh, chua, đường, ngọt, muối, mặn, cua, cặp. Mời những bạn bị cặp lên trên này. Chúng ta sẽ chơi một lần nữa. Mía, ngọt, đường, ngọt, cua, cặp. Mời bạn bị cặp lên trên này. Hình phạt của chúng ta bắt đầu. Bò, bò, bò. Nhúng giấm, nhúng giấm, nhúng giấm. Bò, bò, bò. Lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc. Bò, bò, bò. Lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc. Tôi thấy bạn Oanh, bạn Đồng và bạn Quỳnh và bạn Hải Anh đã thực hiện tốt. Mời các bạn về chỗ. Mời bạn Hùng và bạn Nga trở lại đây. Bò, bò, bò. Nhúng giấm, nhúng giấm, nhúng giấm. Bò, bò, bò. Lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc. Mời các bạn về chỗ. Trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc. Em xin mời cô giáo. Rồi, cảm ơn tất cả các con đã có một trò chơi rất là vui vẻ. Chúng ta đã có tâm thế thoải mái để chuẩn bị vào bài học chưa nhỉ? Rồi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ vào học bài 3. Cô mời các con giờ vở. Sơn tinh thủy tinh. Câu chuyện thuộc thể loại truyện truyền thuyết. Về nhà các con đã chuẩn bị bài tốt chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi. Vậy con nào hãy cho cô biết bài học hôm nay chúng ta cần đạt được mục tiêu gì? Rồi. Cô mời Kim Ngọc nào. Em đưa cô mục tiêu của bài như sau: kết nối được hiểu biết thực tế của học sinh với nội dung văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh, nhờ được bố cục của truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, nhận biết được cách tác giả dân gian giới thiệu nhân vật Sơn Tinh Thủy Tinh, bước đầu nêu cảm nhận về tài năng của hai nhân vật ấy. Rồi, các con đã nắm rõ mục tiêu của bài học ngày hôm nay chưa nhỉ? Rồi. Để thực hiện tốt được mục tiêu bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào thực hiện các hoạt động trong bài. Chúng ta đi vào hoạt động A, hoạt động khởi động. Bây giờ cô sẽ cho các con xem một số hình ảnh và theo dõi một clip ngắn. Và trong khi theo dõi thì các con chú ý cho cô một số câu hỏi sau. Clip đó thể hiện hiện tượng nào và tác hại của hiện tượng đó, nguyên nhân của hiện tượng đó dựa trên sự hiểu biết của em.
Bây giờ các con bắt đầu nhé. Rồi, các con vừa lại quan sát kỹ chưa nhở? Rồi, bây giờ các con sẽ thực hiện cho cô 3 câu hỏi trong phần khởi động hoạt động nhóm lớn. Mời các bạn chú ý, các bạn hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi. Video clip nói về hiện tượng nào, tác hại của hiện tượng đó là gì, nhưng nguyên nhân của hiện tượng đó dựa trên những hiểu biết của bạn. Clip nói về hiện tượng mưa bão lũ lụt xảy ra hàng năm ở Việt Nam. Các bạn nào có ý kiến khác không? Hiện tượng đó là gì? Câu hỏi thứ hai, tác hại của hiện tượng đó là gì? Theo tôi, tác hại của hiện tượng đó là làm hủy nhà cửa, ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi, làm ngập đường phố. Các bạn bổ sung ý kiến tham khảo. Nguyễn Huyền bổ sung là còn gây ủn tắc giao thông và thiệt hại về người tài sản. Các bạn nào có ý kiến khác không? Đó là gây nhiều bệnh gì? Câu hỏi thứ ba, bạn hãy cho biết nguyên nhân của hiện tượng đó dựa trên hiểu biết của bạn. Các bạn là do biến đổi khí hậu và xin giải thích thêm là biến đổi khí hậu là do chặt phá rừng bừa bãi khai thác tài nguyên xa quy cách, đồng thời cũng là do ô nhiễm môi trường do ý thức con người. Câu 2, tác hại của hiện tượng đó là gì? Mời Phương Huyền. Tác hại của hiện tượng đó là thiệt hại về người và của, mất nhà, trẻ em thất học. Mời bạn bổ sung. Mời bạn Nhật Linh. Tôi cũng đồng ý với kiến của cậu, nhưng tôi cũng bổ sung thêm là lương thực cạn kiệt, đổ nhà cửa, quấn trôi nhà cửa, tàn phá cây trồng, gây ra dịch bệnh nữa. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Câu thứ ba, nguyên nhân của hiện tượng trên là gì? Mời Hoàng Linh. Theo tôi, nguyên nhân của hiện tượng là do biến đổi khí hậu. Mời Ngọc bổ sung. Theo tớ bổ sung cho bạn là ý thức con người còn hạn chế. Qua những câu trả lời của các bạn, bây giờ tôi sẽ chốt lại đáp án như sau. 1. Clip trên nói về hiện tượng mưa bão lũ lụt. 2. Tác hại của hiện tượng trên là làm đổ nhà cửa, gây thiệt hại về người và tài sản, gây ra bệnh tật, làm lương thực cạn kiệt, tàn phá cây trồng, vật nuôi, trẻ em thất học, gia đình ly tán. 3. Nguyên nhân của hiện tượng trên là do môi trường bị tàn phá dẫn đến biến đổi khí hậu, do thời tiết và do con người khai thác khoáng sản bừa bãi. Mà nào ý kiến khác không? Qua phần trả lời của các bạn, tôi thấy đã có những điểm chung. Ở câu thứ nhất, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Mai. Đó là mưa bão và lũ lụt ở Việt Nam xảy ra hàng năm.
Câu thứ hai. Cô quan sát đã thấy ba nhóm xong. Tác hại hiện tượng đó là đổ nhà, đổ đường phố, ùn tắc giao thông, gây dịch bệnh. Rồi, bốn nhóm. Và giờ đi câu thứ ba là biến đổi khí hậu quy luật tự nhiên và giao sơn tinh thủy tinh đánh nhau. Rồi, cô cảm ơn các con. Bây giờ cô thấy là nhóm điểm 10 đã dơ mặt đỏ nhanh nhất. Bây giờ cô mời nhóm điểm 10 báo cáo kết quả cho cô. Em thưa cô, video clip nói về hiện tượng mưa bão, lũ lụt, sập nhà, sạt lở, lốc xoáy, sóng thần. Tác hại của hiện tượng đó là gây thiệt hại đến tài sản, kinh tế, tính mạng con người, gây mất nơi cư trú của các loài động vật, thực vật, phá hoại cây cối, nhà cửa. Nguyên nhân của các hiện tượng đó là do con người khai thác rừng bừa bãi, do thời tiết thay đổi, do ô nhiễm môi trường. Mời các nhóm khác chia sẻ trong ý kiến của nhóm tôi. Đúng rồi, nhóm xúc độ. Nhóm tôi cũng đồng ý với ý kiến của nhóm bạn, nhưng nhóm tôi muốn bổ sung thêm ở tác hại là tác hại của mưa bão lũ lụt còn gây ra ngập phố phường và gây ra các dịch bệnh. Nguyên nhân là nhóm tôi bổ sung thêm là do con người chặt phá rừng và khai thác khoáng sản bừa bãi. Còn nhóm nào có ý kiến khác không? Mời nhóm mây trắng. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của các nhóm trên, nhưng nhóm tôi còn bổ sung thêm về phần nguyên nhân. Nguyên nhân của những mưa bão lũ lụt là khai thác và rừng và khoáng sản bừa bãi gây sạt lở đất. Ý thức của con người còn hạn chế làm trái đất nóng lên. Cho nên là ý kiến bổ sung của nhóm mây trắng, còn nhóm nào có ý kiến khác không? Tôi mời nhẹ nhóm thỏ trắng. Nhóm tôi cũng đồng ý với ý kiến của các nhóm bạn, nhưng mà nhóm tôi còn bổ sung về phần nguyên nhân là còn do truyền thuyết sơn tinh thủy tinh đánh nhau. Và chúng tớ cũng bổ sung về phần tác hại là còn gây ra ùn tắc giao thông. Còn nhóm nào có ý kiến khác không? Em xin mời ý kiến của cô. Rồi, cô cảm ơn các con. Vậy là trong phần hoạt động vừa rồi thì cô thấy các con đã hoạt động rất là tích cực, sôi nổi và đã tìm ra được nguyên nhân mà gây ra hiện tượng lũ lụt như trên. Và một bạn nói là còn do chuyện sơn tinh thủy tinh đánh nhau. Thế vậy là thực tế có phải do chuyện sơn tinh thủy tinh đánh nhau hay không thì tí chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu nhé. Vậy là các con qua phần tìm hiểu như trên, các con đã thấy được hàng năm thì nước ta phải đối mặt với bao nhiêu trận mưa bão lũ lụt và đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến của cải cũng như là tính mạng của con người. Và từ xa xưa, từ ngàn đời xưa thì người Việt cổ đã có mong muốn chế ngự được, chiến thắng được thiên tai lũ lụt để bảo vệ cuộc sống cũng như là bảo vệ mùa màng cho con người. Và câu chuyện đó được huyền thoại hóa trong câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Vậy câu chuyện này tác giả dân gian muốn nói với chúng ta điều gì, thể hiện ý nghĩa gì thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu sang phần B, hoạt động hình thành kiến thức. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, đọc văn bản. Về nhà các con đã được chuẩn bị bài. Vậy con nào hãy cho cô biết với văn bản sơn tinh thủy tinh thì các con cần phải có giọng đọc như thế nào để cho hấp dẫn được người đọc người nghe nhỉ? Cho hấp dẫn được người nghe đây. Nào cô mời, có mời con nào? Em thưa cô là bài này chúng ta cần phải đọc với giọng to rõ ràng, mạch lạc, nhấn giọng ở những chỗ cao trào. Có bạn nào có ý kiến khác không? À, cô quan sát thấy là con còn có ý kiến. Theo tôi ý kiến của bạn đã đúng rồi, nhưng tôi còn bổ sung thêm. Ở đoạn sơn tinh thủy tinh đánh nhau thì ta cần đọc với giọng dồn dập để tạo sự hấp dẫn. Rồi, cô cảm ơn các con. Hai con là đều có ý kiến rất là đúng trong cái việc mà hướng dẫn các bạn đọc. Tuy nhiên cô bổ sung thêm một chút nữa, cụ thể hơn. Đó là trong đoạn đầu tiên thì từ đầu cho đến chỗ một đôi thì các con đọc với giọng kể chuyện, đọc chậm, truyền cảm. Và đặc biệt trong phần cuối của chuyện, từ chỗ từ đó cho đến hết, các con đọc với giọng chậm, suy tư. Vậy là
các con đã được nghe cái phần mà cô cùng các bạn hướng dẫn đọc. Bây giờ con nào thể hiện được, đọc được giọng mà theo đúng như yêu cầu của cô và các bạn hướng dẫn nhở? Nào cô mời con nào. Sơn Tinh Thủy Tinh, Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mỹ Nương. Người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu, vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn, một người ở vùng tản viên, có tài lạ, vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh, một người ở miền biển, tài năng cũng không kém, gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh, một người là chúa vùng lon cao, một người là chúa vùng nước thẳm. Cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Vua Hùng băn khoăn không biết chọn nhận lời ai, từ chối ai, bèn cho các lạc hầu vào bàn bạc. Xong vua phán, hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào. Thôi thì ngày mai ai đem xính lễ đến trước, ta sẽ gả con gái cho người đó. Hai chàng tâu đồ xính lễ cần sắm những gì. Vua bảo 100 ván cơm nếp, 100 tệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Hôm sau tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước Mỹ Lương về núi. Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, bùng bùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mỹ Lương. Thần hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão, rung chuyển đất trời, dâng nước lên quần quận đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành phong trông như nổi lềnh bềnh trên một bể nước. Sơn Tinh không hề nao núng, thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi, dựng thành núi đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi dâng lên bấy nhiêu, hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt, thần nước đành rút quân về. Cô cảm ơn con. Bây giờ con nào có thể nhận xét là bạn đã thể hiện được đúng, được giọng đọc như là cô cùng các con vừa hướng dẫn chưa nhỉ? Ai nhận xét? Cô mời con nào. Anh Đô Cô, em thấy bạn đã đọc đúng yêu cầu của phần đọc diễn cảm, nhưng mà cái phần câu nói của vua Hùng thì em nghĩ bạn nên đọc chậm hơn một tí và giọng truyền cảm hơn một tí. Con thể hiện luôn cho cả lớp mình thấy ạ. Vua Hùng băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai, bèn cho mời các lạc hầu vào bàn bạc. Xong vua phán, hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào. Thôi thì ngày mai, ai đem xính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta. Hai chàng tâu, đồ xính lễ cần sắm những gì. Vua bảo, 100 ván cơm nếp, 100 tệp bánh trưng, và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Rồi cô cảm ơn con. Lớp mình có thấy tốt không nhỉ? Rồi bây giờ còn một phần cuối của chuyện. Ai thể hiện được giọng đọc của phần cuối chuyện nhỉ? À, cô mời con nào. Từ đó quán nặng thủ sâu, hàng năm Thủy Tinh làm mưa gió bão lụt, dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, thần nước đánh mỏi mệt chán chê, vẫn không thắng nổi thần núi để cướp Mỹ Nương, đành rút quân về. Con có biết là vì sao ở đoạn cuối phần này con phải cần đọc chậm và với giọng suy tư như vậy không? Em thưa cô là bởi vì đây là Thủy Tinh đã làm mưa gió bão lụt để đánh Sơn Tinh, thì từ đó sẽ gây những thiệt hại cho những người dân, nên mình phải đọc với giọng trầm lắng ạ. Lớp mình thấy có đúng không nhỉ? Có. Bạn nói đã rất đúng rồi đấy, nhưng mà cô còn bổ sung thêm một chút nữa. Vì sao chúng ta cần về giọng đọc với giọng trầm lắng suy tư? Các em biết là hàng năm thì Thủy Tinh vẫn làm mưa gió lũ lụt, dâng nước lên cao để đánh Sơn Tinh. Thế nhưng mà các em biết là con người thì sẽ không chịu khuất phục, và cuộc chiến đấu trường kỳ gian nan để chiến thắng được thiên tai lũ lụt ấy, nó sẽ còn mãi. Nên chúng ta đọc đến với cái giọng suy tư trầm lắng, chúng ta sẽ làm gì đây để chiến thắng được thiên tai lũ lụt. Và các con đã thể hiện được rất tốt phần đấy. Cô cảm ơn các con. Vậy con nào hãy cho cô giáo biết, trong câu chuyện này gồm những sự việc nào nào? Trong câu chuyện này gồm những sự việc nào? Cô mời con nào. Được cô, là trong câu chuyện này là gồm có những sự việc, đó là
Sơn Tinh và Thủy Tinh đến cầu hôn Mỹ Nương, nhưng mà Sơn Tinh đến trước và đã đưa được Mỹ Nương về núi, Thủy Tinh đến sau nên là tức giận đã làm mưa gió bão lụt để cướp Mỹ Nương ạ. Có con nào bổ sung thêm được không? Đây là ý kiến của tớ và bạn nhận xét. Mời bạn Oanh. Tôi đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng ở phần đầu tôi còn bổ sung thêm cho bạn một sự việc nữa là giới thiệu Hùng Vương và việc kén chồng cho công chúa Mỹ Nương. Và phần cuối cùng sự việc đó là chuyện lũ lụt thiên tai hàng năm về sau. Còn bạn nào có bổ sung cho tôi và bạn Hương nữa không? Em xin mời cô nhận xét ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Tức là bạn đã nêu ra được 3 sự việc. Còn bạn nào mà bổ sung thêm như bạn, cô vẫn còn thấy thiếu một sự việc nữa. Cô vẫn thấy thiếu một sự việc nữa. Cô mời con nào. Em với cô, em bổ sung thêm cho bạn là còn sự việc cuộc giao tranh dữ dội và quyết liệt của hai thần, cuối cùng Thủy Tinh phải rút quân về. Rồi, cuộc giao tranh dữ dội. Cô cảm ơn con. Vẫn còn một sự việc nữa. À, cô mời con nào. Nếu cô là còn một sự việc nữa là chuyện lũ lụt thiên tai hàng năm về sau. Rồi, chuyện lũ lụt thiên tai hàng năm về sau. Ai có thể tổng kết lại xem trong câu chuyện này gồm có mấy sự việc chính? Và nói lại từ đầu cho cả lớp biết ạ. Cô mời con nào. Thưa cô, là trong chuyện này gồm những sự việc chính là đầu tiên là giới thiệu vua Hùng và việc kén chồng cho công chúa Mỹ Nương, cuộc kén rể và cuộc chiến thắng thuộc về Sơn Tinh, cuộc giao tranh dữ dội và quyết liệt của hai thần, cuối cùng Thủy Tinh cũng phải rút quân về, và chuyện lũ lụt thiên tai hàng năm về sau ạ. Các con đã thấy chưa nhỉ? Rồi, thưởng cho bạn một tràng pháo tay. Vậy là về nhà dựa vào phần các sự việc chính trong câu chuyện, các con sẽ kể được tóm tắt câu chuyện này và kể diễn cảm câu chuyện này. Các con về nhà chuẩn bị tốt để giờ sau chúng ta sẽ có một tiết thi kể chuyện nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần chú thích. Cô mời các con nhìn vào trong chú thích, trong văn bản, đọc thầm trong thời gian 1 phút. Rồi, hết thời gian. Bây giờ ngoài những chú thích ở trong văn bản đã giải nghĩa rất rõ ràng, thì trong văn bản còn từ nào mà các con cảm thấy khó hiểu? À, cô mời con nào. Cô, con vẫn còn chưa hiểu nghĩa của từ băn khoăn ạ. À, bạn nào có thể giải nghĩa từ băn khoăn cho bạn Quỳnh nhỉ? Cô mời con nào. Theo tớ, băn khoăn lắng nghĩ và hoặc suy nghĩ về một vấn đề chưa có lời giải thích. Bạn có thể cho tớ biết vì sao bạn có thể hiểu nghĩa của từ băn khoăn không? Đó là do sự hiểu biết của tớ. Nếu các bạn đã bạn. Rồi, nếu các bạn chưa hiểu nghĩa của từ nào đó, các bạn có thể tra từ điển hoặc là tra trên mạng. Rồi, các con thấy thích không nhỉ? Có. Cô cảm ơn con, một câu trả lời rất hay. Bạn không những là hiểu được nghĩa của từ mà bạn còn mách cho các con tất xem là cái cách mà mình muốn hiểu nghĩa của từ, một cái từ nào mà mình chưa hiểu thì mình làm cách nào để mình có thể hiểu được từ đó. Và cái việc này rất tốt cho giờ sau chúng ta sẽ học bài nghĩa của từ. Vậy là phần chú thích các con đã hiểu rõ và các con cũng đọc tương đối tốt phần văn bản. Bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang phần hai nhỏ tìm hiểu văn bản. Để tìm hiểu được văn bản này, trước hết cô trò chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu phần bố cục của chuyện. Vậy trong câu chuyện này thì bố cục gồm mấy phần? Cô mời các con thực hiện vào phiếu học tập câu hỏi phần A và phần B. Mời nhóm trưởng phát phiếu học tập cho các bạn.
phiếu số 1. Với phần câu hỏi này, cô yêu cầu các con làm việc nhóm cặp. Sau khi mà các con làm việc nhóm cặp xong, các con sẽ đổi bài chéo cho nhau để chúng ta chấm chéo. Quan sát và thấy các cặp đôi đã trao đổi xong. Bây giờ các con hãy hướng lên màn chiếu và cô bạn sẽ kiểm tra đáp án của bạn mình nhé, xem là bạn làm đúng có đúng không. Cô mời các con nhìn lên. Thứ nhất, 1 sẽ nối với D. Các con kiểm tra bạn cho cô. 2 sẽ nối với A. 3 nối với B. 4 nối với C. Các con thấy là các bạn mình có ai làm sai không? Không ạ. Rồi, các con đã thực hiện rất tốt phần bố cục của truyện. Đây chính là phần giới hạn của truyện. Bây giờ cô mời một cặp hãy nhận xét cho cô bố cục của truyện. Mời một cặp báo cáo cho cô nào. Cô mời con nào? Em thưa cô, em nhận xét về bố cục của chuyện là bố cục của chuyện rất rõ ràng, cùng có mở chuyện, phát triển chuyện, cao trào chuyện và kết chuyện ạ. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Em xin mời ý kiến của cô ạ. Con có biết là phần nào ở trên đấy là phần mở chuyện không? Em thưa cô, phần mở chuyện là từ vương thứ 18 đến thật xứng đáng. Rồi, cô cảm ơn con. Bây giờ có con nào cho cô giáo biết xem con hiểu thế nào là cao trào của chuyện. Cô mời con nào. Em thưa cô là cao trào của chuyện là phần mâu thuẫn trong chuyện dẫn tới đỉnh điểm. Mâu thuẫn câu chuyện dẫn đến đỉnh điểm. Cô cảm ơn con. Bạn đã nói rất tốt rồi đấy. Trong một câu chuyện thì bao giờ cũng có mâu thuẫn. Và khi mâu thuẫn mà dẫn đến đỉnh điểm thì đó chính là cao trào của chuyện. Mà để cho người nghe hoặc người đọc hấp dẫn được câu chuyện thì chính bản thân tác giả cũng phải tạo được cái mâu thuẫn trong câu chuyện để được hấp dẫn, tạo cái tình huống để tạo được cái hấp dẫn để cho người đọc thì nghe. Đấy là trong phần xây dựng chuyện. Cô cảm ơn các con. Vậy là các con đã tìm hiểu rất tốt trong phần bố cục của chuyện. Và con hãy cho cô biết xem câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh này thuộc thời đại nào trong lịch sử. Cô mời con nào. Em cô là truyền Sơn Tinh Thủy Tinh thuộc thời đại Hùng Vương. Thuộc thời đại Hùng Vương. Vậy con hãy cho cả lớp biết là vì sao trong câu đây là câu chuyện mà thuộc thời đại Hùng Vương. Là vì đầu câu chuyện con nói đến con đọc cho cô. Và Hùng Vương thứ 18 có một người con là tên là gì? Rồi, cô cảm ơn con. Các con hãy cho cô biết trong câu chuyện này nhân vật nào được nhắc đến nhiều nhất? Cô mời con nào. Em mời cô là trong câu chuyện này thì nhân vật được nhắc đến
nhắc đến nhiều nhất là Sơn Tinh và Thủy Tinh ạ. À, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là Sơn Tinh, Thủy Tinh. Vậy là trong câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh này, các hành động của nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh sẽ làm chúng ta thúc đẩy để câu chuyện tiếp tục phát triển và dẫn đến cao trào câu chuyện. Vậy nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh ở trong câu chuyện được giới thiệu như thế nào thì cô cùng các con sẽ tìm hiểu về hai nhân vật này. Nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh. Để tìm hiểu về nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh, cô mời các con thực hiện nhóm đôi vào phiếu học tập. Câu hỏi D, mời nhóm trưởng phát phiếu học tập cho các bạn. Rồi phần này các con đã thực hiện rất là nhanh. Bây giờ để kiểm tra được kết quả của các con, các con hãy đổi chéo bài cho nhau và lại hướng lên màn chiếu và xem kết quả của các con có đúng không nhé. Các con nhìn lên bảng. Các con kiểm tra bạn mình có ai nối sai không? Không ạ. Rồi, cô đi quan sát một lượt và các cô cũng thấy các con là làm rất là tốt phần này. Vừa rồi các con đã thực hiện cái phần hoạt động kết nối tên nhân vật với đặc điểm của nhân vật rất là tốt. Bây giờ cô mời các con hãy thảo luận nhóm lớn và diễn đạt bằng lời văn của mình về hai nhân vật đó. Các con bắt đầu làm việc. Các bạn chú ý, các bạn dựa vào nội dung đã kết nối, hãy giới thiệu Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời văn của bạn. Làm việc cá nhân. Con giới thiệu hay và độc đáo nhé. Mình cũng đảm bảo được tất cả những cái chi tiết mà giới thiệu về nhân vật, nhưng mình làm sao mình giới thiệu như nào hay. Chương hoạt động đã kết thúc, mời các bạn chú ý. Một bạn hãy đọc bài văn của mình giới thiệu về Sơn Tinh và Thủy Tinh, mời Nhân Linh. Sơn Tinh ở vùng núi Tản Viên, có tài cao, phép lạ, sức khỏe vô địch. Vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, mọc lên từ bãi núi ở với những tài năng đóng. Nhân dân thường xưng hô rằng là chúa cung mang cao, còn Thủy Tinh tài giỏi cũng không kém. Vẫy tay gọi gió, gió đến không mưa, mưa về. Cũng với những tài năng đó, Thủy Tinh được phong làm chú vùng nước thẳm, cả hai đều mang sức gan tài. Một đồng ý kiến thắc cầu của người trung học. Tớ ở phần giới thiệu về Thủy Tinh, bạn nên nói ra những cái điểm của nước thẳm, ví dụ như mưa mưa về con gió thẳm và nơi ở Thủy Tinh. Mời bạn giới thiệu về Thủy Tinh. Thủy Tinh là chúa vùng nước thẳm, tài năng không kém Sơn Tinh. Hôm mưa, mưa đến, gọi gió, gió về. Mình có ý kiến khác bạn là
Thủy Tinh, chàng là chúa của vùng nước thẳm, đến từ miền biển xa xôi, nơi thủy cung rực rỡ. Chàng có tài lạ không kém gì với Sơn Tinh. Chàng gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Cô thấy các con đã trao đổi xong diễn đạt bằng lời văn của mình. Bây giờ cô mời một nhóm hãy diễn đạt cho cả lớp nghe cái lời giới thiệu về Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng cái lời văn của mình. À, cô mời con nào. Thưa cô, con xin giới thiệu về nhân vật Sơn Tinh. Sơn Tinh là người ở vùng núi Tản Viên, chàng có nhiều tài năng phép lạ. Chàng vẫy tay về phía Tây, phía Tây mọc lên từng dãy núi đồi. Chàng vẫy tay về phía Đông nổi lên những cồn bãi. Chàng được mọi người mệnh danh là chúa vùng non cao. Tớ mời bạn chia sẻ bài giới thiệu của tớ. Tớ mời bạn Nhật Linh. Tớ thấy bài văn của bạn còn thiếu phần giới thiệu về Thủy Tinh và bài văn giới thiệu về Sơn Tinh của bạn vẫn chưa được phong phú. Bạn có thể chia sẻ bài giới thiệu của bạn với tớ không? Sơn Tinh ở vùng núi Tản Viên, rất tài giỏi, sức khỏe vô địch, là vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Với những tài năng đó, thần được mệnh danh là chúa vùng non cao. Thủy Tinh ở miền biển, tài cao phép lạ cũng không kém. Gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về, nhân dân thường xưng hô chàng là chúa vùng nước thẳm, cả hai đều ngang sức, ngang tài. Tôi mời các nhóm nhận xét với bài văn của tôi. Tôi mời nhóm Hoa điểm 10. Theo tôi thấy bài văn của bạn đã phong phú, có nhiều chi tiết mới lạ. Tôi xin đọc bài văn giới thiệu về Thủy Tinh của tôi. Thủy Tinh, chàng là chúa vùng nước thẳm, đến từ miền biển xa xôi, nơi thủy cung rực rỡ. Chàng có tài nhiều tài cao phép lạ. Chàng gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Tôi mời, có bạn nào muốn bổ sung cho ý kiến nhóm tôi được không? Em xin mời ý kiến nhận xét của cô giáo. Rồi, cô cảm ơn các con. Vừa rồi cô đã được nghe tất cả các nhóm giới thiệu về nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh. Tuy nhiên, cô lắng nghe và cô thấy ở nhóm Sóc Nâu bạn Quỳnh, bạn ấy nói rằng lời của bạn thì rất là hay rồi. Thế nhưng bạn nói có một chi tiết trong chuyện như là các con thấy đúng nhá. Sơn Tinh vẫy tay về phía tây nổi cuồn bãi, đúng không? Bạn nói thiệt đúng không nhở? Vẫy tay về phía nào, phía đấy nổi cuồn bãi nhở? Rồi, vẫy tay về phía đông nổi cuồn bãi. Và vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Các con có biết vì sao mà lại vẫy tay về phía đông nổi cuồn bãi không? Có biết không nhở? À, về phía đông đó là miền gì nhở? Phía đông đó là miền biển. Miền biển thì có bãi đúng không nhở? Còn phía tây là miền gì đây? Miền núi là có núi đồi đúng không nhở? Đây là mỗi một chi tiết trong chuyện đều có ý nghĩa của nó. Các con phải diễn đạt đúng nhá. Và còn một chi tiết nữa, cô thấy bạn Linh cũng diễn đạt tương đối hay rồi. Tuy nhiên bạn nói là bài văn của bạn thì từ bài văn có đúng không? Thế con nào cho cô biết sẽ nói như thế nào nhỉ? À, cô mời con nào? Cô nên nói là lời văn giới thiệu về Sơn Tinh của chúng ta. À, lời văn, đây chỉ là một đoạn là lời văn thôi nhá. Vừa rồi các con đã có lời giới thiệu rất hay về nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh. Bây giờ cô mời các con thực hiện tiếp câu hỏi G và câu hỏi H trong văn bản. Thực hiện nhóm lớn. Các bạn chú ý, các bạn hãy hoạt động cá nhân, trả lời các câu hỏi. Hãy nhận xét về các chi tiết được dùng để giới thiệu hai nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh. Hãy cho biết Sơn Tinh và Thủy Tinh ai tài hơn ai. Sơn Tinh là rất rõ ràng những bản chất địa vị của chú hồ non cao, đồng thời các chi tiết trên cũng biểu lộ rõ sức mạnh của Sơn Tinh.
Con thử nói cho cô biết xem là sơn tinh thủy tinh ai tài hơn ai. Thưa cô, là theo em thì sơn tinh và thủy tinh đều ngang sức ngang tài, bởi vì hai người đều có rất nhiều tài cao phép lạ. Con lấy ví dụ. Ví dụ như sơn tinh vẽ tay phía đông nổi cồn bãi thì thủy tinh gọi gió, gió đến. Nếu như sơn tinh vẽ tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi thì thủy tinh hô mưa thì mưa về. Rồi thế cô đố con nhá. Thế nếu một có bạn nào nói là sơn tinh tài hơn hoặc thủy tinh tài hơn thì con sẽ giải thích như thế nào? Là ở phần này cô chỉ yêu cầu dựa vào những phần đã nối và nhận xét về sơn tinh thủy tinh chứ chưa nói đến những phần cao trào của chuyện. Chưa nói phần cao thở, con nói có ý đúng rồi nhưng mà chưa thật rõ lắm. Có phải chưa nói đến cao trào của chuyện không? Con suy nghĩ tiếp, nhóm này suy nghĩ tiếp cho cô câu hỏi đấy nhá. Nếu có bạn nói sơn tinh tài hơn hoặc thủy tinh tài hơn thì con sẽ giải thích với bạn như thế nào trong phần này nhá. Nghe rõ chưa? Suy nghĩ tiếp, trả lời thôi. À, con cần trợ giúp gì? Trong câu hãy cho biết sơn tinh và thủy tinh ai tài hơn ai. À, trong câu này ai tài hơn ai đúng không? Thế con dựa vào những chi tiết giới thiệu về nhân vật. Một đằng là vẫy tay về phía đông thì phía đông nổi cuồn vãi, một đằng thì gọi gió đó đến hôm mưa mưa về, thì con thấy là hai nhân vật này như thế nào với nhau về tài năng? Ngang bằng nhau đúng không? Nhưng mà ngang bằng nhau tài về lĩnh vực gì con có biết không? Hả? Tài về lĩnh vực gì? Một đằng là gọn gió dấu đến hôm mưa mưa về, một đằng là vẫy tay về phía đông nổi cồn vãi, tự nhiên vẫy mà nó nổi lên, thế là tài năng về về mặt nào đấy? À phải phép lạ, vậy các con đã hiểu chưa? Rồi, các con tiến hành tiếp cho cô. Rồi, cô thấy cô đi hết các nhóm mà cô thấy là các con đã làm việc rất là tốt. Bây giờ cô mời đại diện một nhóm báo cáo kết quả phần hoạt động của mình. Nhóm nào xung phong nhỉ? À, cô mời con nào? Tất cả các nhóm khác lắng nghe nhé. Em thưa cô, ý kiến của nhóm em là chi tiết tưởng về tả về sơn tinh và thủy tinh là chi tiết tưởng tượng thì ảo, hoàn toàn không có thật và phong phú thể hiện rõ tài năng của hai vị thần. Còn theo nhóm em là sơn tinh tài hơn thủy tinh vì sơn tinh đã thắng thủy tinh trong trận chiến và đáp ứng nhu cầu của vua hùng để cưới rước nhị nương sớm hơn ạ. Tớ mời một nhóm chia sẻ, tớ mời nhóm sóc nâu. Tôi đồng ý với ý kiến của nhóm bạn nhưng ở câu hát người ta hỏi rằng sơn tinh và thủy tinh ai tài hơn ai. Ý kiến của nhóm tớ là sơn tinh và thủy tinh đều ngang tài ngang sức nhau, bởi vì câu hỏi chỉ nói là dựa vào các chi tiết giới thiệu về sơn tinh và thủy tinh, chưa nói đến trận chiến của sơn tinh và thủy tinh và nói về những độ lễ vật mà vùng cần có để kém rể. Còn nhóm nào có ý kiến khác không? Em xin mời ý kiến nhận xét của cô. Rồi, cô cảm ơn các con. Vừa trong hai câu hỏi vừa rồi thì các con đã trả lời đúng những chi tiết giới thiệu về sơn tinh thủy tinh là những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo, cô đồng ý. Tuy nhiên có hai nhóm trái chiều nhau, một nhóm cho rằng sơn tinh là người tài hơn thủy tinh và một nhóm cho rằng sơn tinh thủy tinh ngang sức ngang tài, tài giỏi như nhau. Bây giờ con nào hãy nói cho cô biết là con đồng với ý nào và vì sao? Con sẽ hai ý kiến này con sẽ đồng ý với ý kiến nào? Và vì sao con đồng ý với ý kiến đó? À, cô mời con nào? Cô mời con. Xin thưa cô, em đồng ý với ý kiến của nhóm bạn nhóm thỏ trắng, bởi vì sơn tinh tài hơn thủy tinh trong cuộc chiến giành lại Nhị Nương ạ. À, sơn tinh tài hơn trong cuộc chiến giành lại Nhị Nương. Còn bạn nào khác? Rất nhiều cánh tay giơ lên đang muốn có ý kiến. Tớ thì nhóm mây trắng. Theo tớ, tớ đồng ý với ý kiến của nhóm mặt sóc nâu, bởi vì sơn tinh chúa vùng non cao và thủy tinh chúa vùng nước thẳm. Mỗi người một vẻ nhưng ai cũng có tài cao phép lạ, ngang tài ngang sức. Tớ không đồng ý với ý kiến của nhóm thỏ trắng, bởi vì cô chỉ yêu cầu dựa vào các chi tiết được dùng để giới thiệu
Hãy cho biết Sơn Tinh và Thủy Tinh hai bài hôm nay. Vậy là các con nghe bạn Kim Ngọc giải thích như thế, các con đã thấy thỏa đáng chưa nhỉ? Vậy là chúng ta sẽ đồng ý với ý kiến nào đây? Ý kiến thứ nhất hay ý kiến thứ hai? Ý kiến thứ hai. Ý kiến thứ hai đó là Sơn Tinh và Thủy Tinh ngang sức ngang tài, tài giỏi như nhau như bạn Kim Ngọc giải thích. Tuy nhiên cô cần làm rõ hơn một chút. Các con mới phát hiện là ngang sức ngang tài. Sơn Tinh thì vẫy tay về phía đông nổi cồn vãi, vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Còn Thủy Tinh thì gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Vậy là hai thần này đều tài giỏi như nhau. Thế nhưng mà các con chưa nói được tài giỏi về lĩnh vực nào. Con nào có thể nói rõ cho cô cả lớp biết nhỉ? Cô mời con à? Em thưa cô là Sơn Tinh và Thủy Tinh thì ngang sức ngang tài ở lĩnh vực là tài cao và phép lạ. À, đều có phép lạ đúng nhỉ? Rồi, cô cảm ơn con. Rất tốt. Cô thưởng cho con một tràng pháo tay. Vậy đứng trước hai vị thần đều có tài cao phép lạ, ngang sức ngang tài, thì vua Hùng sẽ lựa chọn ai làm con rể của mình và ai sẽ là người chiến thắng để được làm con rể vua Hùng cưới mị nương, thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu tiết ở tiết học ngày hôm sau. Và trong phần này thì về nhà các con sẽ chuẩn bị cho cô tiếp về cuộc chiến đấu giữa hai vị thần và các chi tiết tưởng tượng kỳ ảo trong truyện. Và qua các chi tiết kỳ ảo trong truyện cũng như là cuộc chiến đấu giữa hai vị thần thì câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh tác giả dân gian muốn nói với chúng ta điều gì? Về nhà các con tìm hiểu tiếp cho cô nhé. Và còn một phần việc nữa đó là giờ sau chúng ta sẽ học bài sự việc và nhân vật trong văn tự sự và bài nghĩa của từ. Về nhà các con chuẩn bị tốt cái phần đó, muốn giải nghĩa của từ thì các con làm thế nào như trong giờ các bạn vừa hướng dẫn, các con nghe rõ chưa? Rồi, giờ học đã kết thúc, cô cảm ơn tất cả các con. Cô mời các con nghỉ.